Chào anh chị các bạn ha. Hôm nay tôi xin giới thiệu anh chị một với anh chị các bạn một bộ dụng cụ. Bộ dụng cụ này sẽ làm ra những sản phẩm như thế này đây. Đó là dụng cụ cắt những cái chai mà chúng ta đã qua sử dụng rồi. Ta có thể sử dụng những cái chai đã cắt này làm như là cắm hoa nè, hoặc là những cái ly để mình tái sử dụng, để có thể sử dụng qua làm nước uống ha. Thì chúng ta làm xong rửa sạch sẽ thôi, nó vẫn vệ sinh mà. Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị xem cái cách để mà ta làm ha. Mình quay cái đây, đây là dụng cụ á. Bộ dụng cụ này ở bên ngoài á sẽ có những cái ghi chú, những hình ảnh của những cái chai rượu hay là chai nước chúng ta đã qua sử dụng để đủ ha, tròn bầu gì cũng được ha, tròn bầu cũng được. Thì ta sẽ quan sát đây, chúng ta quan sát cái dụng cụ này ha. Tại trung tâm bán dụng cụ Hoàng Long Biên Hòa thì chúng ta sẽ quẹt lên cái trang web, chúng ta sẽ thấy dụng cụ Hoàng Long Biên Hòa, là thấy những cái món đồ rất là thú vị. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thể bán đồ bánh, và bếp, thuốc bê, rất nhiều dụng cụ. Chúng ta nên tham khảo và qua phòng tư vấn của Hoàng Long tại Biên Hòa. Chúng ta sẽ quan sát cách lấy làm cái chai này để sử dụng nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta đặt cái dụng cụ này vào cho vừa bán kính. Nếu như nó rộng quá thì chúng ta sẽ xiết nó lại. Lưu ý là ta xiết vừa thôi, đừng có xiết hẳn một bên mà nên xiết đều hai bên. Chúng ta lưu ý là không xiết quá cứng tay ha, nó chỉ vừa chạm đến cái độ nặng, độ cứng của cái tay mình xiết là mình ngưng ngay. Bởi vì mình xiết quá thì cái lưỡi cưa nó sẽ bị lệch, lưỡi cắt nó sẽ bị lệch. Đó, mình nghe cứng tay là mình thả là nó không tụt ra, mình không tụt. Rồi mình xiết thêm mấy vòng nữa cho nó chắc cú. Thì mấy chị cứ xiết sao mà cho nó vừa nghe nặng tay. Đó, hết xiết rồi không? Chúng ta gạt cái cần này xuống. Cái cần này có tác dụng là ép nó sát vào cái chai. Và còn một cái cần nữa cũng rất là quan trọng, đó là cần lưỡi. Rồi chúng ta kiểm tra trước khi ta quay cái lưỡi này vòng tròn, chúng ta nên kiểm tra cái mức độ cân bằng của nó có cân bằng chưa. Rồi sau khi ta xiết ốc xong, ta cài ngàm ha, cài ngàm một ngàm nè, một ngàm, hai ngàm, ba ngàm nè, cài như thế này á, cái thế đứng là nó nhả ra, thế này kẹp vô. Ta quay ha, ta quay thì lưu ý ta quay từ từ thôi, và ta cố gắng quay khoảng 2-3 vòng ha. Đó, một cái âm thanh rất là nghe sướng tai, nó rắc khiến cho mấy anh chị rất là thích thú làm ha. Và lưu ý cái này chỉ dành cho người lớn làm ha, mấy anh chị đừng có để cho trẻ con nó thấy mình không có nhà nó phá nguy hiểm ha. Tại nó bằng thủy tinh, dẫu sao thì nó cũng bằng thủy tinh đó, nên mình không có để cho trẻ con làm ha mấy anh chị ha. Mình chỉ dạy bé theo kiểu từ xa thôi, nhưng đừng có để cho bé làm. Nhưng tốt hết thì bé còn nhỏ quá, không dùng điều đâu. Làm cái này yêu cầu mấy anh chị phải cẩn thận ha. Nó rất đơn giản nhưng cũng phải cẩn thận, không nên kinh sức. Đó, chúng ta có nghe âm thanh không ạ? Đó, một cái âm thanh rất là thú vị từ thủy tinh ha. Chúng ta đã xong cái giai đoạn đó là cắt, và chúng ta sẽ tháo ra cũng trình tự như ban đầu nè. Ta tháo ngàm ra trước ha, sau đó ta nhả ốc ra, đơn giản thôi, ra thì nó dễ rồi. Đó, rồi đây là cái dây. Trong cái bộ này nó có hai sợi dây này có tác dụng là để kìm cái chai lại, nó chống nứt đột xuất không? Nó giống như nước bừa, nước bừa bãi răng nước tùm lum á ha. Thì cái này có tác dụng là hãm lại, kìm hãm lại ha. Chúng ta đặt ở cái đây, cái mí cắt của mình đi, thì mình đặt ở đây một sợi ha. Đó, ta đặt ngay chỗ cái mí mình nè, gần mí ha, gần mí. Rồi sợi thứ hai đặt ở trên cái vết cắt nè ha. Chúng ta cũng nên chừa một cái khoảng cách để ta gõ. Trong cái dụng cụ này nó có cái cây gõ nè,
sau khi ta làm cái giai đoạn tiếp theo á là dùng nóng lạnh á để tương tác vào đây cho dễ, cho dễ nứt cái vết ra thì ta còn có cây gõ nha. Rồi chúng ta siết mạnh lên. Rồi bây giờ qua một giai đoạn rất quan trọng. Rồi chúng ta sẽ kiếm một cái dụng cụ được, ở nhà mình có cái gì mình làm được, như đây cái xô nữa, xô này nhà nào chắc cũng có. Đó. Thì chúng ta đặt như thế này, hoặc chúng ta kiếm cái xô nhỏ hơn cũng được nè. Rồi đây là ấm nước sôi á, ấm nước sôi ta nấu được 10 phút, 15 phút nó sôi lên là được rồi. Ta chế ngay cái vị trí mình nè. Mình chế từ từ thôi để cho nó dẫn nhiệt. Mình chế vội quá hết nước sôi mà nó nhiệt nó chưa dẫn rồi nó mất công phải làm lại ha. Đó mình chế từ từ thôi, nó dẫn nhiệt vô cái chai cho nó nóng thì nóng, mình chế vội vàng quá vừa hao nước sôi mà nó không có tác dụng gì hết. Đó mình cứ chế ha, chế đều. Mình chế trên đây được rồi nó sẽ chạy xuống cái phần dưới. Mình chế đúng cái chỗ này ha, đừng có chế hết cái chai nha. Vì mình chế hết cái chai nó sẽ nứt hết nguyên cái chai luôn ạ. Đó mình chế như này rất là dễ, nhưng mà chúng mấy anh chị lưu ý là không có cho trẻ con ha, không có cho trẻ con làm cái này tuyệt đối luôn ha, tuyệt đối. Mình nên làm hai lần thì nó sẽ hay hơn là làm một lần. À, mình rưới sơ cho nó lạnh, nóng lạnh. Nếu mà chỉ dùng nước đá thì sẽ rất là tốt. Nếu cái thao nước này mà có nước đá để lạnh thì cái nhiệt độ lạnh của nước đá thì nó cao hơn. Thì giữa việc cái nước sôi nóng và nước đá như vậy thì nó sẽ giúp cho cái chai này nó dễ làm hơn. Rồi chúng ta làm lần thứ hai cho chắc cú ha. Làm để chắc cú để mất công nước sôi nó nguội nó bị gián đoạn công việc của mình. Đó mình cứ chế từ từ ha. Thì trung bình ấm nước sôi thì nếu mình chế làm cái chai này nó mất khoảng 1 lít là được rồi. 1 lít nước sôi là được ha. Cảm ơn chị, vui lắm ha, làm này vui. Vừa tiết kiệm đồ bảo vệ môi trường nữa ha. Vừa làm đồ trang trí trong nhà, hoa giả, hoa thật. Rồi đây là giây phút hồi hộp chuẩn bị nha, chúng ta sắp xong rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ nước lạnh nha. Đó chúng ta làm hai lần chắc cú nha, làm hai lần là hay nhất. Nhìn vui không mấy chị ha, rất là vui ha. Vui đến Hoàng Long bên ngoài đâu xa mua cái về làm thử nha. Không được chúng tôi sẽ cho nhân viên tới nhà hướng dẫn mấy chị luôn nha. Rồi chúng ta coi động tác gõ ha, gõ ngay đây đúng không ạ? À? À, gõ kỹ nha. Mạnh hơn. Dạ, không nước ở trên, không nước ở dưới ra mà nước ở trên với các củ rồi chết là. Đó, chúng ta thấy cái chỗ nước không ạ? Quá tuyệt. Rồi, rất là hay, nhưng mà có vẻ nó chưa có, tại nãy chúng ta cắt lộn hai vòng á. Sao chúng ta xử lý nha, ngõ nè. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành khâu cuối cùng, đó là cắt ra. Và chúng ta đã có được cái ly rồi ha, lúc này chuyển qua cái ly rồi ha, cái ly tôi phải cắm hoa. Cái cắm hoa thì mấy chị nên cắt cao cao xíu, như thế thì nó sẽ cắm hoa dễ hơn, nó tựa cái cây bông ha. Còn nếu uống nước thì ta tùy theo mức độ ta uống thì ta cắt ngắn hay dài. Vậy mà hôm nay chúng ta đã giới thiệu xong cái bộ dụng cụ cắt vào chai của Hoàng Long Biên Hòa ha, dụng cụ nghề Hoàng Long Biên Hòa. À, muốn biết thêm chi tiết người ta có thể gõ vào từ khóa mà Đông Biên Hòa sẽ ra. Kính chào và hẹn gặp lại.